Rồi, em Di Cá xin kính chào đến toàn thể anh em ha. Thì sáng hôm nay em tiếp tục lên cho anh em mớ máy đục với lại máy bào và mớ cái motor này. Đây, anh em sẽ quay sơ lược qua một ít máy sáng hôm nay em quay đây anh em nha. Đấy, và một máy cắt cầm tay và ít con máy cắt gỗ và phân thi lô anh em nha. Này em bán thi lô theo cặp. Rồi, cái này thì em giới thiệu luôn thì tất cả các dòng máy trong cái video ngày hôm nay thì nó toàn bộ sử dụng điện 100V anh em nha. Tất cả luôn đều sử dụng điện 100V và hàng bên em 100% là bao ship hết anh em nha. Bất cứ một con máy nào là em bao ship hết toàn bộ và không bao gì hết anh em nha. Đấy, thì coi như là lô máy đục này thì đấy, đây em bán sát luôn anh em nha, không test anh em ha. Đấy, lô máy đục em bán sát không test. Còn cái con máy này thì một lát nữa nó có dây điện, lát anh sẽ gắm vô cho anh em coi luôn. Có hai cái con kia có dây điện đâu đó đàng hoàng, nhưng nó cũng không có chạy đâu anh em nha. Thì nó không chạy sẽ bán theo giá không chạy luôn. Đấy, thì con nào em test được thì em sẽ test cho anh em coi. Thì coi như là cái này thì trên video quay như thế nào thì về đến nhà cho anh em chỉ là như vậy thôi anh em nha. Con nào sống thì sống, con nào chết thì chết anh em ha. Đó, cho em không có bao gì hết anh em nha. Em chỉ bao ship cho anh em thôi. Tại đa số trong này nó sống ít thôi. Đấy, sống còn mấy con kia nó không có dây. Con này có dây em sẽ test cho anh em coi. Rồi, cái này thì đó là hình thức mua bán bên em thì toàn bộ là bao ship anh em nha. Và mỗi một máy thì nó sẽ có cái mã số khác nhau đó anh em. Đó, ví dụ như con này, hai con này, một lát em sẽ quýnh ghi cái mã số ở ghi phía trước đây. Đấy. Rồi anh em nhìn kỹ mã số phía trước xong rồi sau đó gọi trực tiếp vào hai số điện thoại em để bên dưới phần tiêu đề á. Rồi, nhân viên sẽ chốt cho anh em theo mã số ghi lên trên máy nha. Khi chốt xong thì anh em vui lòng cọc trước giúp em mỗi đơn hàng 100k trở lên. Tùy theo con máy nặng nhẹ hoặc giá trị cao anh em ha. Đó, nhiều con máy như con kia nặng lắm, con này nặng 42kg nè. Con nặng 42kg. Thì anh em cọc nhiều tí xíu để em gửi đi, rồi còn lại bao nhiêu thì anh em về nhà khui thùng ra, khi nhận hàng kiểm tra đúng với hàng của mình chọn thì coi như là anh em thanh toán sau cái phần còn lại nha. Còn nếu như mà bị vấn đề gì đó thì anh em gọi lại giúp em luôn để em giải quyết ngay lúc đó luôn. Đấy, thì sáng sớm em đóng hàng cho anh em đi đây. Đó, đóng hàng đi nhưng mà đóng chưa xong, coi như em quay video trước. Rồi, bây giờ em sẽ quay từng con một anh em xem tham khảo ha. Đặc biệt anh em lưu ý nha, hàng bên em không có bao gì đâu anh em nha, chỉ là bao ship thôi anh em ha. Rồi, đầu tiên em sẽ quay mấy con máy bào này anh em ha. Mã 794. Rồi, con này 420k. Thì nó là một con máy bào lưỡi 136. Đó, lưỡi 136 anh em ha. Thì nó là con máy bào Makita lại. Nó có hai tốc độ nhanh chậm ngay đây. Đấy. Đây. Lưỡi. Từ từ em, kẹt tay. Đó. Lưỡi con này nó hơi mét miếng ở đây anh em nha, đây nè. Đấy, anh em giờ mài lại ha. Đấy, con này lưỡi nó đã nó hơi mét rồi đấy. Rồi, 420, mã 794. Ok luôn anh em ha, bao ship anh em nha. Đó, 452 là bao ship rồi. Rồi, 795. Rồi, con này 400k luôn, lưỡi 136 luôn anh em ha. Nó là lưỡi 136 luôn. Cũng là Makita có hai tốc độ nhanh chậm luôn. Con này nó bị cứng cái bạc đạn anh em ha. Anh em giờ tháo ra vệ sinh làm lại luôn ha. Đó, nó bị cứng cái bạc đạn luôn, lưỡi 136. Rồi, con này 400k luôn, mã 795, 400 luôn. Rồi, con này 796, con này nó có dây anh em nha. Rồi, 796, con này là con Dynamic. Đấy, con này nó có dây ok luôn em ha. Đấy. Lưỡi cũng hơi sườn sườn anh em nha, lưỡi nó này nó hơi sườn sườn. Rồi, à, lưỡi này ok rồi. Rồi, cái con này nó có dây đầy đủ luôn em ha. Thì nó là 450k. Thì con Dynamic này lưỡi 136 luôn. Đấy, 450 luôn em nha. Rồi, có ba con máy bào thôi em. 796, 450k luôn. Rồi, giờ qua máy đục. Rồi, con đầu tiên máy đục 797. Rồi, con này nó là 500k luôn. Con này là con BH55. Con này là BH55 Hitachi anh em nha. Nó là 1100 mấy chục watt á. Rồi, lật lại. Dây điện cổ đầy đủ luôn em ơi. Đấy. Đây là hình như nó bị mất cái đầu kẹp lưỡi nè, đầu 21 rồi anh em nha. 21 hay 19 em. 21 BH55 anh em nha. Nó anh cho anh em lên mạng search BH55 nó ra cái đầu nó bao nhiêu. Em quên mất tiêu rồi. Đấy.
Rồi 797 con cục này 500k bao ship anh em ơi. Rồi đi. Rồi 798. Con này 450 luôn thì con này là đời H38SA. Đó. Mất cái một miếng thông gió ngay đây. 38SA. Đời H38 Hitachi. 1050W điện 100V. Rồi. Đó, vừa khoan vừa đục anh em nha. Con này thì nó có mũi mà không có dây anh em ơi. Màu hình nó còn ok luôn. Rồi, con này mã 798. 450k bao ship anh em ơi. Hàng bên em, anh em lưu ý nha, hàng bên em không bao sóng đâu anh em ơi. Thì anh em nào biết dọn máy thì anh em lấy về dọn, anh em không biết dọn máy đừng có lấy về anh em ơi. Rồi, con này 799. Rồi, 400k luôn. Con này là chỉ có đục thôi anh em nha, con này đục 17. Con này là H41 Mike Owen Hitachi H41 1050W đục 17 ly. Rồi đầy đủ anh em ơi. Ngoại hình nó cũng còn ok luôn. Rồi 799 mã 799 400k luôn. Rồi cái này mã 800. 350k luôn anh em ơi. Con này là Hitachi đục 17 ly luôn. Thì nó là Hitachi H41SA2 1050W. Rồi. Nó là 350k bao ship anh em ơi. Rồi mã 800 350 luôn. Đi qua kia. Rồi 801 thì cái con này nó là BR25 nhưng mà nó bị mất cái đầu kẹp rồi anh em ha. Con này nó là con BR25 đây, 1050W, dòng tua nó chậm anh em nha, 750 vòng trên phút nè. Đấy. Thì con này nó là công tắc bóp được luôn nhưng mà nó bị mất cái đầu kẹp đây anh em ơi. Đấy, nó bị mất cái đầu. Ồ, bởi cái đây nữa hả? Chết cha rồi. Nó bị bởi đây rồi. Bởi nắp này rồi. Để ra cô bẫy rồi. Thôi bán xác, bán dây chai đi. Rồi quay lại. Nó bị bởi ngay đây anh em nha. Anh em giờ có lấy phụ tùng thì anh em lấy ha. Dán lại. Dán lại đi. Bị bởi ngay khúc đó thôi chứ còn cái gì nữa. Rồi 350 luôn em ơi. Bán dây chai luôn em nha. Đó, 350k bao ship luôn em ơi. 801 nó bị bởi khúc đó rồi. Anh em dọn được anh em lấy ha. Rồi 801 350 luôn. Rồi con này là con Makita 802. Thì cái này nó bị tét miếng cái tay ngay đây anh em nha. Đó, Makita đục vừa khôn vừa đục 17 ly. Đó, cái tem của nó đây. HR3811 1130W. Thì con này đó, lật lên. Đó. Rồi nó bị tét tay ngay đó thôi anh em nha. Đó, là không có dây. Rồi 802 400k con này luôn em nha. Hết đục rồi. Giờ qua hai motor. 803. Thì cái cục này nó bị mớp mớp ngay đây anh em, nó là điện 100V nha. Đó, nó bị mớp mớp ngay đây nè. Anh em còn cái motor dưới này, em bán cái motor anh em ơi. Giờ anh em đồ chế cái gì mình như là con này bơm nước hay sao á. Đó. Em không chả biết nó là cục gì luôn. Dây điện đây, 803 200k cục bao ship anh em nha. Đó. Mớp mớp. Mớp mớp. Đây là cái tem nó đây. Rồi. 803, cục này mớp mớp 66 anh em nha. Là 200k. Rồi, cục kia nó không mớp mà cái đầu nó lại xấu, cái đầu này nó không có cái đầu này. Con này nó bị mất cái đầu này. Đó, nhưng mà cái dòng hoài thì nó lại đẹp hơn con này. 804. 804 200k luôn anh em nha. Đấy. Hai con giống nhau luôn á. Hai con giống nhau. Rồi 804 200k luôn. Rồi cái này 805. 300k luôn anh em ơi. Thì con này là con mày nói chung là cục motor đây anh em ơi. Này nó bỏ vô viên đá cắt. Anh em giờ bỏ đá mài đá một đầu cũng được anh em nha. Bỏ viên đá vô quẳng mài được luôn. Đấy, đây nè. Anh em bỏ viên đá mài vô. Rồi 805 cục motor này 300k luôn. Em cũng chưa test luôn anh em ơi. Cục mày coi như bán sát luôn anh em nha. Rồi 805 300 luôn. Rồi cái này 806 là một con motor luôn. Mà bơm nước. Một con motor bơm nước màu cam này, cái chân. Rồi bỏ chân xuống nha. Đấy. Rồi 806 con này bán sát luôn em nha, điện 100V anh em ơi. Đấy, anh em về đây nó bị tét nghe này, miếng này tét nữa nãy mà để ý ra tét rồi anh em ơi. Đấy, từ từ, này, em kiếm em, nó mấy đứa nhỏ nó lôi ra em cũng chưa để ý nữa. Đó. Đó.
đây bị tét miếng ở đây anh em nha, 200k bao ship luôn em về nghiên cứu luôn ha. Rồi 806 200 luôn. Rồi 807 là một con nhám tăng của Ryobi. Đấy. Đây anh em. Cái cao su này còn anh em nha, cao su này còn ok luôn. Đó, bánh này chạy. Thì nó thiếu mỗi cọng dây điện thôi. Không thiếu gì hết, lại cái là miếng nhám thôi chứ. Khổ nhám con này là khổ nhám 75 nè anh em. Khổ nhám của nó là khổ nhám 75 950W. Đấy, rồi con Ryobi này có than em. Than đầy đủ anh em ạ. Rồi 807 400k con này luôn anh em ha. 807 400 luôn. Rồi. Bao ship anh em ạ. Rồi con này 808 này. Rồi 650 con này to lắm anh em. Con này thì to lắm. Đây nè, nặng. Nặng 9 kg luôn á. Đó, đây là nó bị gãy một cái công tắc nè. Đó. Với lại cái đầu ra, đầu đây là cộng, đầu đây âm. Này là cái fit. Này là 9V. Đây anh em 9, đây là sơi 12. Nói chung là cái tem của nó đây anh em nha. Đó, rồi. Phía sau nó không bị bời vỡ gì đâu. Đây là bơi đây, từ từ. Đây là bơi đây 500. Nó là bơi đây 500. Còn cái này đây. Rồi, dây đây. Thì nó chỉ có là hai cộng dây âm là cộng dây dương thôi, với lại cộng dây gì á. Đó, nó không có dây ra anh em nha, em không thấy cái dây ra nằm đâu luôn. Rồi cộng dây gì á. Rồi cộng dây âm lại cộng dây dương để sạc bình. Bơi đây 500. Cái tem. Quay cái tem này. Đặt ngược lại. Đặt ngược lại. Rồi anh em chụp màn hình lại giúp em ha. Nó sạc 9V ta. 12. Này nó to đùng á. Nó sạc. Đấy, 12 rồi. Luôn em. 12 hả? Mát. Rồi. To lắm anh em. Đấy, rồi cục này em cũng bán sát luôn em nha. 808 650 luôn. Đó, 808 650k luôn. Rồi. Mấy con này lát nữa em sẽ test sau anh em nha. Có con chạy cũng không, có con chạy con nào chạy ngon lành thì em test video sau nó về cũng vậy à. Rồi, mấy cái con này đi. Rồi cái này thì rồi 809 350 một cặp luôn em ơi. Đây là một con này lưỡi 160 165. Đó, nó có túi hút bụi luôn. Quay để cho sáng em. Rồi với lại một con này lưỡi 160 luôn. Con này đầy đủ dây điện của Hitachi luôn em nha. Đấy. Rồi hai con này nói chung là em cũng bao ship thôi anh em nha, không bao sóng, anh em về tự dọn anh em nha. Đấy, rồi mới bán một cặp. Một cặp của nó là 350 bao ship anh em nha. 809 350k thì con Hitachi đây. Đầy đủ dây, còn con kia không có dây anh em nha. Đó, rồi một cặp 809 350 luôn. Rồi cái này 810. Thì 300k một cặp luôn. Con này là con cắt tay phải anh em nha, lưỡi hợp kim luôn nè. Lưỡi 160. Lưỡi 185. 1050W, con này là cắt tay phải anh em nha. Và một con Ryobi lưỡi 140. Nó là loại nhỏ thôi anh em nha, lưỡi 140 Ryobi. Đó, rồi 810, 300k một cặp này luôn em ơi. 810. Rồi 811. Rồi 250 luôn em ơi. 811 250 luôn, con này lưỡi 160 luôn và một con này lưỡi 140. Thì hai con. Đó, 250k bao ship thì nó còn lại có 100.000 con thôi anh em ơi. Đấy. Con này bị tét tay này đang miếng nè. Bị tét ngay tay này miếng này đây anh em nha. Rồi 811 250k luôn. Rồi 812. Con này thiếu hai nắp than này. 812 250 luôn thì con này nó bị thiếu nắp than luôn em nha, mất nắp than rồi. Lại một con này lưỡi 147, con này lưỡi 160. Đó, là mà nhưng mà lưỡi trong lưỡi nhỏ luôn. Đấy. 250k bao ship luôn em ơi. Đấy. Mấy trăm ngàn con đó anh em. Đó, trừ tiền ship ra là 100.000 con ấy. Rồi 812 250 luôn. Đấy, mấy cái rổ đây em, quay mấy cái rổ luôn. Rồi 813. Rồi 500k luôn em ơi. 813 thì nó này nó là một con bốn con. Nó là bốn con em ơi. Thì này là đấy, nó cũng 100.000 con luôn anh em. Trừ ship ra anh em nha. Đó. Con này lưỡi 101 thôi, 80 thôi sao chứ. Lưỡi 80 thôi anh em nha. Lưỡi nhỏ thôi, nghe cắt gạch. Đó, rồi một con. Con này là một con khôn, không có búa anh em nha. Nó điện 100V, 460W, đầu kẹp 13 ly. Đấy.
Thì con này là cũng có bú đây, đầu chuyển bú này anh em. Đấy, rồi ok luôn em, đầu ra vô bình thường luôn nè. Rồi hai con này là máy thổi Makita, có điều tóc luôn em ạ. Đây nè, có điều tóc tay nè, đó 600W. Con này cũng có điều tóc luôn em ạ, Makita luôn, 500W. Rồi bốn con này mã 83, 500k bốn con luôn em ơi. Rồi cái này 84. Rồi 250 luôn. Rồi cái này thì nó là con một chiều anh em nha, nhưng mà được có cái đầu 13 ly nè. Đó, mấy cái này thì anh em giờ bỏ vô cần đánh bột, học độ chơi cái gì đó anh em làm nha. Còn con này thì nó cũng là con một chiều, nó có LR đây là nhanh chậm anh em nha. Đó, nhưng mà đầu kẹp 13 ly thì có mấy cái con này thì đầu nó đẹp em mới đợi lại em bán anh em nha, chứ còn nếu đầu mà nó cứng nên đây rồi. Rồi 84, 250k cặp Hitachi đó luôn, bao ship anh em nha. Rồi 85, 250 luôn. Thì con này, đầu con này thì anh em giờ vệ sinh lại nè, cứng đầu anh em nha, nhưng vệ sinh đơn giản thôi, này nó nhẹ. Con này LR này, cái số nhanh chậm gì đây tùm lum hết. Đó, nói chung là nó cũng có chức năng anh em. Rồi một con, và một con máy đánh bột, con này của Makita anh em nha. Con này máy đánh bột này, con này nó là không biết nhiều quá luôn. Rồi hai con mã 85, một con đánh bột và một con con. Rồi hai con 85, 250k luôn. Sau lưng quay ra sau lưng này. Rồi cái con này 86, 250k hàng Koshi. Đấy, bao ship anh em nha, không bao sóng đâu anh em ơi, giá này em không bao sóng đâu anh em nha. Lưỡi cốt 180 luôn. Đấy, rồi đó, 86, 250k luôn anh em nha. Đó, con này nặng 5-6kg gì đó anh em ơi, 6kg luôn á. Rồi 87, rồi 250 luôn. Thì con này đó, cốt này, quay được điện 100V. Này nó cốt nhiêu ta? Con này con Hitachi, cột Mitachi. Này cốt 100. Cốt nhiêu ta? Nhưng cốt này cốt 150 sao? Thấy cốt hơi nhỏ nhỏ nè em. Đúng không? Cốt nào ở đây không? Không không. 150 này. Con nào? Con này cốt 150 hả? Vậy con này cũng 125 thôi anh em nha. Con này cũng 125, con này to hơn. Rồi 87, 250 luôn anh em ơi. Rồi 818. Rồi con này nó là 250 luôn. Tại con này nó bị tét cái đèn miếng này anh em. Từ từ từ. Đây, nó bị xấu cái đèn miếng này anh em nha. Đó, nó bị xấu cái đèn miếng nè. Thì nó là một con Makita cốt 150. Đó, cốt 150 đây, 1430W. Đó, 1430W. Rồi đoạn nó xéo xéo cái gì ta. Đây xéo. Rồi 818, 250k con này luôn em ơi. Rồi ok đi luôn. Rồi 819, 300k luôn em nha. Thì con này là con Hitachi luôn. Thì nó là cốt 180 sao quay lại. Rồi con này cũng 180 anh em nha, 1050W. Đấy, thiếu mỗi còn dây điện thôi, cái này thì to dài, tay nắm có đầy đủ. Hitachi. Rồi 819, 300k luôn em ơi. Ok. Rồi 820. Rồi 200k luôn. Thì con này là con Nitto Koki đây. Quay được. Bọn này con này máy gì ta? Đây nè. Cái gì anh em ơi, máy gì á, em cũng không có test không biết luôn. Nitto Koki này nó có điều tóc tay nè. Đấy, rồi 200k cho em nó luôn, 820, 200 luôn em ơi. Rồi con này cốt 180, Makita 821, 350, con này có dây luôn em ơi. Đấy, con này cốt 180, nó là nghe ngược em. Điện 100V 15A thì nó 1450W luôn em nha. Con này hơi khỏe luôn em ơi. Điều nó không có con tán ốc luôn anh em nha. Nó không có con tán ốc. Rồi 821 350, con này có dây điện nè anh em ơi. Rồi 821 350k luôn.
Rồi 822. Rồi 300k cho con này luôn. Đấy, con này quay được anh em nha. Hàng con này con lắc đốc cơ. Con này hàng và lắc đốc cơ của Mỹ, điện 100V. 1500W luôn. 1500W. 1500W anh em nha. Cốt 125 hay sao á. Cốt nhỏ anh em ha. Rồi 822. 300k cho em đó luôn. Hàng và lắc đốc cơ anh em nha. Rồi. 822 300. 82 nhiêu chị? 823 chứ em. Rồi 823 300k luôn. Con này là con cô si. Con này là con cô si. Rồi cốt 180. Con xuất đi. Đây 13A thì tầm khoảng 1200W anh em nha. Đấy. Thằng cô si nó cũng đầy đủ nắp thang. À, mất nắp rồi. Mất một nắp rồi anh em nha, mất một nắp thang là cô bố nữa thì sáng gió luôn. Rồi. 823 300k luôn em ơi. Rồi. Rồi 824 300k luôn. Thì con này là con Hitachi. Này Hitachi nó là 12A là 1100W luôn. Có 125. Có 125 sao to dữ ta. Ờ. Đó, rồi. Con này ok anh em nha. Đấy. Không mất không có to tác đá thôi. Rồi 824 300k luôn. Đưa vô em. Không đưa đưa ở à, đâu đúng rồi, đưa đưa hết rồi. Bây giờ em sẽ test mấy con này anh em nha. 825 nè. Đấy. Hôm qua em bán cái con này là lưỡi 110 mà em bán cái như là bao bán mù. Đấy. Lưỡi 120 300k mà không có dây. Con này có dây em bán cũng 350 thôi anh em nha, nhưng mà em test cho anh em coi thôi. Đấy. Con này lưỡi nó hơi xấu anh em nha. Lưỡi con này xấu nè. Rồi anh em giờ nhà thay lại cặp lưỡi nha. Đó, con này có dây đầy đủ nha. Với lại con này bị kẹt công tắc anh em nha. Con này Hitachi có lưỡi 120. Đấy. Kẹt nó bị mất cái chốt đây nè. Nó kẹt kẹt cái công tắc anh em nha. Lưỡi 120 thì con này anh em giờ vệ sinh lại công tắc là bỏ cái lưỡi vô. Bỏ cặp lưỡi khác vô là xài thôi anh em nha. Rồi 825 350 luôn. Rồi 826 400k. Thì con này là mài hai đá, à quên mài một đá, một đầu. Đây, gắm đi em. Con này chạy anh em nha. Không có lấy chân ra, lấy chân. Đấy, chạy im ru luôn em ơi. Rồi 826 400k cho em nó luôn. Rồi anh em về nhà độ bốn cái chân nó lại cho nó cứng là ok rồi. Rồi 826 400 luôn. Viên đá nó còn ok luôn em ơi. Này. Đá nó còn ok luôn á. Rồi, được rồi đi em. Rồi cái đây là cái sạc bình luôn, 827 thì nó là 250 luôn. Thì cái này gắm điện thì nó lên điện đây anh em ơi. Đó. Lên màu đỏ nè. Rút điện ra luôn em. Rút ra luôn, rút ra luôn. Đó, không có điện anh em, gắp vô nè. Đó, gắp vô thì nó lên điện, nhưng mà cái này nữa thì nó không nẹt lửa anh em nha. Em đưa vô cái này thì nó không có nẹt lửa, cho nên là coi như là em không biết là nó sạc được hay không thôi. Thì cái này anh em về tự dọn luôn ha. Đó, rồi 827 250k bao ship thôi anh em nha. Đó, không bao gì hết anh em nha. Rồi 828 350 luôn. Thì cái này nó là cũng là một con sạc bình luôn. Đây, điện 100V 1350W. Con này sạc bình hàng mấy hàng ta? Bình này. Sạc 3522V. À. Cái này đó, nó chỉ như vậy thôi anh em nha. Rồi, em gắm điện vô đây. Đó, có điện anh em nha. Đó, hai cái em chạm lại là có điện. Đó, rồi được rồi, được rồi. Phá. Rồi được rồi, 828 350 đó là em video em test sao là về y vậy luôn em nha. Đó. Rồi 829 400k là một con móc rảnh luôn em ạ. Con móc rảnh của Makita luôn. Thì con này nó là móc rảnh, cái lưỡi trong này tầm khoảng phân máy 2 phân thôi. Đấy, rồi test em, máy chạy ok ngon lành anh em. Đó.
trên ru luôn em ơi. Đấy, rồi 829 400k bao ship anh em nha, 829 400 luôn. Rồi đưa đi em. Con nào có dây thì em sẽ test cho anh em coi luôn. 830. Rồi, con này 650, nặng 12 kg. Con này nó là máy 2 lưỡi anh em nha, nhưng mà nó còn có 1 lưỡi à. Ủa, nó 1 lưỡi chứ. 1 lưỡi. Máy 1 lưỡi thôi anh em ơi. Đấy, máy 1 lưỡi thôi nhưng mà lưỡi hộp khập kim, nhưng mà cái hộp này nó dày nè anh em. Đó, máy con này tháng thiết chạy đầy đầy, ngon lành đầy đủ luôn em ơi. Đấy. Hitachi lưỡi nhiêu em? Coi coi lưỡi này. Lưỡi 255 anh em nha. Con này nó xài lưỡi 255 thì máy tháng thiết chạy ok luôn đó. 650k. Rồi có cử đầy đủ luôn em ơi. Rồi ok, mã 830 650k luôn em nha. Rồi con này 831 600k luôn. Thì con này từ từ anh. Con này lưỡi bao nhiêu ta anh này đấy? 130mm là sao? Lưỡi 380 hay là 330 lấy thước đo của em. Con này răng hợp kim anh em nha, cái lưỡi này hợp kim hơi bị ok luôn nè anh em. Cái lưỡi nó hơi bị ok luôn á. Lưỡi này lưỡi hình như lưỡi 355. Lưỡi 355 á, lưỡi 355 anh em nha. Đó. Rồi nó không có dây thôi anh em. Test thì vẫn chạy bình thường à. Đây, nó có hai con dây nó lòi ra cho nên em test cho anh em coi luôn. Đó. Bình thường em ráp con dây nữa là cái giá thành của nó là, thì nó là 750 đó anh em. Đó. Rồi. 600k, mã 831 600k. Đấy, bao ship anh em ơi. À. Lưỡi ok luôn. Rồi ok đưa đi em. 831. Rồi test nữa. Rồi đưa ra luôn anh, đưa ra luôn. Rồi con này 832. Con này nó bị nặng 22 kg anh em. 800k luôn. 20 nặng 22 kg. Cái này thì motor này nó bị gãy cái đây anh em ơi. Nó bị gãy. Motor thì nó vẫn còn chạy á. Bóp cắm đi em. Rồi. Motor nó chạy còn im ru luôn em ơi, nhưng mà cái đới sắt rất là nặng luôn, nặng 22 kg nè. Đấy, 800k bao ship luôn em, nó còn lại có 600 mấy thôi em ơi. Made in Taiwan, hàng Đài Loan anh em nha. Hàng con này là hàng Ribi, hàng Đài Loan xuất. Đấy, đới chân nó còn nguyên si luôn. Motor nó vẫn còn, mình gãy cái khúc đầu kia. Thì anh em giờ coi chớ cháo lại gì cho nó được thì anh em lấy ha. Thì máy còn chạy vô tư luôn, mà đó là một con cư lộng bàn. Nặng 22 kg. Rồi 832 800 luôn. Rồi 833. 450 luôn, thì con này nó không biết con gì luôn mà coi gắm điện vô nó chạy im như nhíp luôn em ơi. Đây nè. Gắm điện vô. Đó. Mấy kéo co. Nó chạy cái kiểu gì đó hả? Cái này đưa qua đưa lại nè. Từ 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 từ, từ em. Đó, em nhận cái kia. Nâng cao đó, cái này từ nó chạy qua chạy lại nè. Rồi tắt đi. Coi cái kết cấu ở trong. À, nâng cao lên. Cái kết cấu ở trong của nó. À, nó chạy dễ thôi em ơi, mà cái này thì em không biết là nó xài vô cái gì luôn. Này, cái kết cấu trong này em. Cái miếng nhựa ngoài thì nó hơi lỏng lỏng bởi bởi anh em nha, còn kết cấu nó trong này nhìn nó mới tinh à. Răng nhông bằng nhựa luôn á. Nhông này bằng nhựa luôn nè. Nó nặng không? Con này như nãy nặng 9 kg sao? Đấy. Rồi. 833 450 luôn em ơi. Từ từ. Có gì đâu coi. Không có công suất luôn. Cái miếng nhựa ngoài nó lỏng lỏng lẻo lẻo anh em. Đấy, nhưng mà nó nặng lắm anh em nha. Rồi 833 450k luôn em ơi. Không biết con gì luôn anh em, nhìn nghiên cứu ha này nè. Nó quay kẹp cái gì đây. Đó. Rồi 833 450 luôn. Rồi cái con này là một con đục mỏng xích này, đẹp lắm anh em. 834. Rồi 834 thì cái con này, cái đục mỏng xích này nó có cử ok luôn em nha. Đây nè. Cử rồi đó, dạng tới dạng lui nè, đó. Chân chu luôn. Còn cái cử kia cử gì? Hả? Kéo lên, dỡ lên. Đó. Rồi, xích nó cũng còn mới tinh rồi anh em ơi. Rồi Makita, nó là đục mỏng xích.
Cái này thì nó là 1160W Makita anh em nha. Công tắc coi như là không có chui anh em nha. Rồi 834, cục này 850k anh em ha. 834, 850 luôn. Rồi đưa điện. Có hai con này bao đẹp luôn mà nó không chạy anh em ạ. Có dây điện ngon lành luôn mà nó không chạy. Rồi tiếp tục con này 835. 400k luôn. Đấy. Thì cái con này nó là con cắt cỏ anh em nha. Đó. Rồi. Nó là con cắt cỏ rút đẩy anh em ơi. Rút cái đầu kim. Ủa cái tay của nó bị gãy không? Đây tụt tụt ra thôi. Tụt. Ốc nào? Rồi anh em giờ tháo ốc này ra xong là bỏ nó vô siết lại anh em nha. Đấy. Vẫn đưa xuống được. Rồi 835 cái con cắt cỏ Makita này nó là 400k bao ship anh em nha. Đấy, nó không có bị gãy phần trên mình nhựa đâu. Anh em giờ tháo ốc ra là gắn lại thôi là được rồi. Rồi 835 400k luôn anh em nha. Rồi con này tiếp tục là con Nati. Rồi 836 400 luôn em ơi. Rồi. Rồi con này nó cũng chạy bình thường luôn em ơi, nhưng mà này, nó bị cạ cái miếng này nè. Giờ nâng lên lại anh em nha. Đó. Con này nó vẫn chạy bình thường, nó làm mấy cắt cỏ luôn, cỏ đẩy luôn, cũng không bởi luôn em nha. Rồi 836 con này 400k luôn em nha. Rồi. Đổi kêu nhiêu? Đổi nào? Đổi lên không? Đang ra coi thử đổi lên không? Rồi cái này gắm điện vô nó im ru rồi anh em nha. Nó không chạy đâu. Nè em đánh vô ít đây nè. Rồi 837 250k là một con đầm dùi kéo ra em. Đó. Nó một con nằm dùi, nằm dùi này hơn 1 mét. Nó hơn 1 mét anh em nha, đo đo thử em. 1m1. Cái dùi của nó là 1m1. Rồi 837, cái này anh em giờ tháo ra vệ sinh thang nào lại là chạy anh em ơi. Đó, dây điện còn ngon lành luôn anh em nha, nặng lắm luôn á, 837. 250k bao ship không bao gì hết anh em ơi. Lên nhưng mà nó mất một bánh. 838. Lên nhưng mất một bánh nữa. 550 anh. Rồi con này nó có chạy đầu tiếp, nãy em gắm điện thôi. Đấy, đây. Con này nó bị lỏng nắp thang vậy đây, không phải. Này nắp thang chụp. Con này nãy em gắm điện rồi anh em nha, nhưng mà nó không có chạy đâu anh em ơi. Nhưng mà nhìn nó mới tinh nè. Đấy, 200k một con anh em về tự dọn ha. Chứ lại cái cần của nó thì nó thẳng nè. Nhưng mà bị tét miếng ở đây nữa sao á. Đó, miếng tròn miếng sức miếng. Rồi 838 200k bao ship luôn anh em nha. Đấy, thì coi như là dây điện thì vẫn còn luôn. Nó là 860W. Rồi. Con này. Rồi 838 200. Rồi con cuối cùng là 839. 1.300k nặng 42 kg anh em nha. Đâu, lát lấy con kia con cuối cùng đi em. Trời ơi chẳng 840 là cái kẹp ống đó. Rồi đi ra con đây. Thì cái con này thì nặng 42 kg anh em ơi. Bán mấy con này đi thì tiền ship nó hơi bị thốn một tí xíu anh em. Rồi tiếp này chưa đi. Nó bị hơi lửa than dưới đây anh em, giờ dọn lại anh em nha. Nói chung là quan trọng là cái khung này nè. Thì cái khung này là cái khung trượt. Nó như là con móc rảnh nhưng mà cái khung là khung trượt anh em nha. Thì cái này anh em giờ nhà độ lại cái biết độ cái gì ta. Nếu như mà anh em mà bỏ giờ đem suy nghĩ đây. Bỏ cái con máy cưa gỗ vô thì hình như là nó cũng trượt được cái sao á. Đấy, nó trượt tới trượt lui được nè anh em. Này còn cái chân này nó bị gãy một đôi chân dưới đây. Nhưng mà được có tội tình con cái là nặng quá, 42 kg luôn anh em ơi. Bao nặng luôn. Chức năng của nó em, quay lần quay xuống thôi. Nặng 42 kg. Lên được. Rồi, trượt được không? Lên xuống được nè. À, lên xuống được. Trượt được không? Sàn qua sàn lại, cái đây là sàn qua sàn lại. Đó, nó sàn qua sàn lại. Rồi trượt sao? À, nhúc nhích được hả? Nói chung là đó, nói chung là anh em về độ là cái bộ khung của nó anh em nha.
còn riêng con máy thì còn dây của nó thì cũng ổn định luôn ấy. Rồi 42 kg, 1.300.000, 839, 1.300.000 bao ship anh em nha. Rồi ok đưa luôn. Rồi lấy cái con kia cần ra cần bao nhiêu ký cho chẳng mã 840 luôn em. Còn con kẹp ống nè, nhanh nhanh. Hết video rồi. Cần cân ký luôn rồi, bao nhiêu ký em? Rồi cái con kẹp ống này cho là nó là con cuối cùng đi. What the fuck? 20 ký. Rồi anh là bỏ xuống đây. 840. Rồi 600k anh em nha, 30.000 ký anh em ơi. Đó, cái đồ này là đồ kẹp ống nè, to lắm. Bao ship anh em ơi. Đây. Đó, đồ kẹp ống này nhìn nó sáng gió anh em ơi. Nhìn nó ngon lắm. Nhìn sắt miếng sắt như này nặng lắm nè, coi miếng sắt này dày nè anh em ơi. Bao dày luôn, cái miếng sắt này anh em giờ đổ chế cái gì khác tháo ra, đổ chế cái nào khác anh em đổ ha. Rồi, nặng 20 kg, 840, 600k luôn. Rồi, sáng hôm nay kết thúc chương trình. Sáng hôm nay thì em lên bao nhiêu đây, anh em xem được con nào ủng hộ em ha. Rồi em xin kết thúc video đây. Coi như là hẹn gặp lại anh em vào buổi chiều ngày hôm nay nha.